Kênh Nhà Nông Miền Tây xin được kính chào tất cả quý bà con. Thưa quý bà con, hôm nay ngày 7 tháng 12 năm 2021, Kênh Nhà Nông Miền Tây cập nhật tình hình giá mít Thái tại các tỉnh miền Tây để bà con mình tham khảo. Thì thật sự là trước tiên thì Kênh Nhà Nông Miền Tây cũng xin được cảm ơn thương hiệu đèn LED Asia Pacific đã đồng hành cùng với kênh. Mọi thông tin liên hệ đến thương hiệu đèn LED này để mua, bán cũng như là hay là mình muốn mở đại lý thì bà con theo dõi ở trên màn hình nha. Quay trở lại tình hình giá mít Thái ngày hôm nay, thì thưa với quý bà con, thực sự mà nói là giá mít Thái thì vẫn nằm ở mức thấp thôi, ổn định ở mức thấp đó, rất là thấp luôn ha. Thì cái này bà con mình cũng rất là gặp nhiều khó khăn, nhưng đây là tình hình chung rồi. Thực sự mà nói, nếu bà con đọc báo thì bà con cũng thấy là hàng dài những chiếc container mà thực sự mà Kênh Nhà Nông Miền Tây là không có muốn nói số lượng lên luôn á bà con, tại vì nó quá nhiều, là nó bị ùn ứ ở cửa khẩu, nhưng mà không phải chỉ riêng mít mà còn nhiều loại nông sản khác nữa. Và dự báo của nhiều cái trang báo đó là cho biết rằng là nông sản sang tới đó thường là bị hư hết. Và sắp tới là Trung Quốc còn chuẩn bị là ngưng nhập khẩu trong 6 tuần Tết Nguyên Đán nữa, cho nên là sẽ còn rất là nhiều những khó khăn xảy ra sắp tới. Thì không biết là cái chiều hướng phát triển của giá mít như thế nào, thì Kênh Nhà Nông Miền Tây không dám đưa ra những cái dự đoán để làm bà con mình hoang mang, tại vì nếu mà lỡ mà dự đoán sai thì cũng sẽ khiến cho bà con mình gặp nhiều khó khăn hơn nữa. Vậy cho nên bây giờ chúng ta hãy cùng nhau thận trọng theo dõi thông tin mỗi ngày ha bà con ha. Đó, theo dõi thông tin mỗi ngày để mà mình biết được cái chiều hướng như thế nào. Thì hiện nay thì đa phần là anh em thương lái vào vườn là mua xô hết. Vườn mít nào mà tơ đẹp, nó trái đẹp thì mới có giá là phân loại thôi. Đó, như bà con mình chúng ta nhanh chóng tìm những cái cách để làm sao mà buôn bán trong thời điểm này là cho nó hợp lý hơn, thuận lợi hơn ha bà con. Rồi, Kênh Nhà Nông Miền Tây quay trở lại cái giá báo ngày hôm nay dành cho mít Thái. Ở Tiền Giang là 12.000, 5.000 và 2.000. Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long, Long An và cả Sóc Trăng nữa là 11.000, 4.000 và 2.000 nha. Còn với giá mua xô thì dao động khoảng từ 2.000 đến 4.000 đồng. Ở chỗ nào mà 4.000 là cao đó bà con, thực sự luôn. Tại vì thực tế mà Kênh Nhà Nông Miền Tây nhận được đó là mua xô có 2.000 thôi. Đó, nên bà con mình nắm giá nha. Cảm ơn bà con đã lựa chọn Kênh Nhà Nông Miền Tây để tham khảo thông tin. Hãy nhớ nhấn nút đăng ký Kênh Nhà Nông Miền Tây. Xin cảm ơn và xin chào.